Kiến thức quân sự rất vui mừng khi được gặp lại các bác trong video ngày hôm nay. Từ lâu thì súng trường bắn tỉa đã luôn là một chủ đề vô cùng nóng bỏng và hấp dẫn. Không chỉ đến từ ngoại hình mà còn đến từ sức sát thương quá đỗi khủng khiếp của loại vũ khí này. Và cái tên không thể không nhắc đến đó là khẩu bắn tỉa huyền thoại Barrett M82 đến từ Mỹ. Chúng được sử dụng để bắn phá các radar, tàu thuyền, thậm chí là cả máy bay. Vậy điều gì đã làm nên tên tuổi cho ông kệ Barrett M82 này? Hãy cùng với kiến thức quân sự mổ xẻ loại súng này trong video ngay bây giờ. Súng trường bắn tỉa Barrett M82 được đặt theo tên người chế tạo là nhiếp ảnh gia Ronnie Barrett. Nghe thì có vẻ không hợp lý, nhưng ông đã thành công cho ra đời khẩu súng này vào năm 1982. Đây là một trong những thiết kế có tính cách mạng trong các loại súng bắn tỉa và có thể được xem là mẫu tiêu biểu nhất trong số các loại súng bắn tỉa hạng nặng. Barrett M82 có chiều dài 1200mm, nòng dài 510mm, trọng lượng lên đến 13,5kg. Sức mạnh và tầm bắn xa của nó đến từ việc sử dụng cơ đạn 12,7x99mm, hay các bác thường được nghe đến với cái tên là đạn 50BMG. Tốc độ bắn là 120 viên/phút, sơ tốc đạn 853m/giây. M82 có thể tiêu diệt mục tiêu từ khoảng cách 1800m đến trên 2000m. Một khoảng cách quá là khủng khiếp, đến nỗi các binh sĩ thủy quân lục chiến Hoa Kỳ còn gọi nó là Lighty 50, ánh sáng chết chóc. Trước đó, loại đạn này chủ yếu chỉ được dùng trên Đại Liên M2, một loại vũ khí được sử dụng rộng rãi của quân đội Mỹ từ năm 1920. Ngoài ra thì nó còn được từng sử dụng trên một số chiến đấu cơ ở thời Thế chiến thứ 2, như là chiếc tiêm kích P-47 Thunderbolt với 8 khẩu 12,7mm đặt hai bên cánh. Chỉ cần nhìn vào kích cỡ của viên đạn dài hơn cả ngón tay này là cũng đủ để các bác hình dung được sức hủy diệt mà nó có thể gây ra cho mục tiêu. Trong các cuộc thử nghiệm, để ngăn đạn 50BMG bắn ra từ súng bắn tỉa thì kính chống đạn cần phải có bề dày ít nhất 90mm. Con số tương ứng cho các loại đạn dùng AK-47 và M16 lần lượt là 20mm và 30mm. Còn đối với đạn xuyên thép của AK-47 thì là 40mm. Tất nhiên, đạn cỡ lớn sẽ đi kèm với sức giật mạnh. Hạn chế sức giật là một trong những trọng tâm trong thiết kế của Barrett M82. Đầu tiên là bộ hãm giật hình mũi tên ở đầu nòng súng. Nó có tác dụng hướng một phần khí thuốc ra phía sau để triệt tiêu một phần chuyển động giật của nòng. Thêm nữa là nòng súng có thể thụt lùi ra sau, tương tự cơ chế của các loại pháo dã chiến hiện đại, thay vì gắn cố định như các loại súng thông thường. Cơ chế này giúp hấp thu một phần sức giật thay vì truyền thẳng vào vai xạ thủ. Ngoài ra, thì ống ngắm trên Barrett M82 cũng được thiết kế để xạ thủ có thể giữ khoảng cách xa giữa mắt và ống ngắm, ngăn ngừa nguy cơ ống ngắm bị va chạm với mắt xạ thủ khi súng giật lại. Ở trên thực tế, nếu tính theo tỷ lệ trọng lượng, thì Barrett M82 có sức giật ít hơn từ 60% đến 70% so với các loại súng bắn tỉa khác. Đây quả thực là một con số rất ấn tượng. Do M82 ra đời nhằm bắn công phá các mục tiêu nên đầu đạn của nó có khả năng chứa thuốc nổ, lõi xuyên giáp hoặc là chất gây cháy. Loại vũ khí này thì dễ dàng phá hủy các thiết bị radar, tàu thuyền nhỏ, xe cộ hay là các loại máy bay đang đậu. Chúng cũng có thể bắn mục tiêu là con người nấp sau các chướng ngại vật. Đó là lý do mà vì sao Barrett M82 là súng bán tự động, thay vì lên đạn bằng tay sau mỗi lần bắn như là đa số các loại súng bắn tỉa khác. Việc này đã phần nào ảnh hưởng đến độ chính xác của M82, vì súng bán tự động có nhiều bộ phận chuyển động hơn súng lên đạn bằng tay. Cho đến nay thì tổng cộng có 4 phiên bản Barrett M82 sử dụng cho hai mục đích chính, đó là dân thường tự vệ và quân sự. Các phiên bản M82 sử dụng trong dân sự phục vụ mục đích chính đó là đi săn. Sơ tốc đầu đạn của nó không bằng các biến thể phục vụ với mục đích quân sự, thế nhưng vẫn khá mạnh trong các loại súng trường hiện nay. Các phiên bản quân sự với M82A1 và M82A3 sử dụng kiểu hộp tiếp đạn tiêu chuẩn thông thường. M82A2 sử dụng loại hộp tiếp đạn tiêu chuẩn bullpup nằm phía sau. Tuy nhiên hiện nay thì M82A2 đã bị ngừng sản xuất, mà thay vào đó nó được phát triển cao hơn với các nâng cấp cải tiến mới về hệ thống nạp đạn và cải tiến sơ tốc đầu đạn cao hơn nữa với cái tên XM500. Các bác chắc chắn sẽ bị choáng ngợp bởi cái tên XM500 vì nó là khẩu thừa kế những tinh hoa của dòng súng trường bắn tỉa công phá kinh hoàng này.
Thêm một điều bất ngờ nữa mà có thể các bác chưa biết về khẩu M82, đó là dù chúng do một công ty của Mỹ sản xuất, nhưng quân đội Thụy Điển mới là quốc gia đầu tiên đặt mua khẩu súng này vào năm 1989. Một năm sau đó thì các lực lượng vũ trang Mỹ mới bắt đầu đưa M82 vào biên chế. Thủy quân lục chiến đi đầu với 125 khẩu. Loại súng này đã góp mặt trong chiến dịch bão táp sa mạc ở Kuwait không lâu sau đó. Khẩu Barrett M82A1 với sức hủy diệt kinh hoàng đã khiến các lực lượng bộ binh của Iraq hoảng sợ trước những phát đạn chết chóc từ khẩu Barrett M82A. Sau các chiến dịch ở Kuwait và Iraq, đã có hàng loạt các đơn đặt hàng được gửi về trụ sở chính của Barrett ở quê hương của Rooney tại Murfreesboro, Tennessee. Kiếm tiền chưa bao giờ dễ đến như vậy. Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cũng dùng M82 để bắn động cơ các loại tàu thuyền tốc độ cao chở hàng lậu xâm phạm lãnh thổ nước Mỹ từ trực thăng. Cảnh sát New York cũng dùng loại súng này vì đạn của nó có khả năng xuyên thủng hầu hết tường của các công trình dân sự. Theo các công ước mới được ký kết ở La Hay của Hà Lan, thì việc sử dụng loại đạn 50BMG để tấn công con người là bị cấm. Tuy nhiên thì ở Mỹ, Hội đồng Thẩm phán Quân đội Hoa Kỳ đã cho phép sử dụng loại đạn này để tấn công các mục tiêu có mối đe dọa tiềm năng hoặc các mục tiêu có mối đe dọa trực tiếp trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Các lực lượng đặc biệt của Hoa Kỳ như là SEAL, Delta hay là các lực lượng đặc biệt của Israel như Sayeret, Matkan cũng thường sử dụng M82A trong các chiến dịch đặc biệt. Các xạ thủ sẽ sử dụng nó ở khoảng cách rất xa để hỗ trợ cho lực lượng đột kích tấn công mục tiêu nhanh gọn. Theo như kiến thức quân sự tìm hiểu, thì quân đội và cảnh sát của ít nhất 60 quốc gia đang sử dụng M82. Loại vũ khí này cũng được những người đam mê súng sử dụng. Tuy nhiên, độ chuẩn xác của khẩu súng thường giảm mạnh khi nằm trong tay những người không được đào tạo bài bản. Sau khi rất thành công với khẩu M82, Barrett muốn cách tân các khẩu súng bắn tỉa của mình thành một cái gì đó độc đáo nhưng vẫn đảm bảo yếu tố hoạt động tin cậy trong mọi điều kiện chiến đấu. Kết quả là khẩu M99 đã ra đời vào năm 1999. Khác một chút với mẫu M82 trước đó, khẩu M99 tập trung vào các yếu tố sau: độ tin cậy, chính xác và mạnh mẽ, không đề cao khả năng bắn nhanh. Dễ nhận thấy thiết kế của M99 có dạng ống chạy từ nòng đến báng khá đơn giản và không được hầm hố như những người anh em. M99 được chia làm 3 phiên bản với các thông số khác nhau. Gọn gàng nhất là khẩu có nòng 635 ly, chiều dài tổng thể 1.100mm, khối lượng 9kg. Phiên bản nòng 740 ly có chiều dài tổng thể 1.200mm, nặng 10kg. Phiên bản còn lại sở hữu nòng 810 ly với chiều dài tổng thể 1.300mm và nặng 11kg. Đây có thể coi là những thông số rất tốt đối với một khẩu súng bắn tỉa hạng nặng hoặc chống khí tài, nhất là về chỉ số cân nặng. Đặc biệt, một vài bộ phận khác cũng được gia cố thép và xử lý bằng các kỹ thuật đặc biệt để tăng cường khả năng chịu nhiệt cũng như áp lực lớn của đạn 12,7 ly. Barrett M99 sử dụng cơ chế nạp đạn bolt action, khác hẳn với kiểu bán tự động của M82. Cơ chế này có độ chính xác vượt trội người tiền bối, bên cạnh đó là độ tin cậy tăng cao cũng như khả năng hoạt động bền bỉ và dễ bảo trì sửa chữa hơn. Thiết kế bullpup có tác dụng tối ưu hóa kích thước của súng trong khi vẫn đảm bảo nòng dài hợp lý. Báng súng dạng rỗng được đúc liền với thân là nơi chứa thoi nạp đạn cũng như nơi chứa đạn. Cần đên đạn của M99 có kích thước lớn để xạ thủ thao tác được dễ dàng hơn. Điểm độc đáo của M99 so với nhiều khẩu súng bắn tỉa khác đó là nó không hề có hộp tiếp đạn. Thay vì chứa đạn trong băng, xạ thủ phải mở khóa nòng, nạp đạn vào khe bên phải và đóng khóa nòng lại. Đây là nhược điểm của M99 vì làm giảm tốc độ bắn đi rất là nhiều. Tuy nhiên do không có hộp tiếp đạn, M99 sẽ không có trọng tâm hoàn hảo hơn và khẩu súng trở nên đơn giản, dễ tì vào vai để bắn và không bị cấn. Thiết kế mà M99 hướng đến là một khẩu súng hoạt động ở cự ly trên 1.000m, thậm chí là trên 2.000m, nên việc xử lý nhanh không quá cần thiết. Chúng ta cũng phải nhớ rằng M99 đề cao sức mạnh và độ chính xác, nên thiết kế bullpup cộng với việc không có hộp tiếp đạn sẽ đảm bảo mục tiêu mà Barrett đưa ra. Vừa rồi, các bác đã được chiêm ngưỡng Barrett M82, khẩu súng do một nhiếp ảnh gia không có kinh nghiệm quân sự thiết kế, nhưng nó lại mở đầu cho một cuộc cách mạng về vũ khí bắn tỉa hạng nặng. Nhận xét của các bác về khẩu súng này như thế nào? Hãy chia sẻ ngay ở phía dưới phần bình luận. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.